hùng hồ kiêu ngạo. Tuyển tập. Các bài tập làm văn siêu dễ thương của học sinh lớp 2. Đề: Tả về cô giáo mà em yêu quý. Bài 1. Cô giáo em rất đẹp. Cô có vần kháng cao, thể hiện sự thông minh. Mái tóc cô dài thướt tha như dòng nước. Nhưng em thích nhất vẫn là cái răng nanh của cô. Nó làm cho nụ cười của cô thêm phần quyến rũ. Cô còn hay đọc tập làm văn cho tụi em chép nữa. Bài 2. Cô giáo em có khuôn mặt hình trái xoan, làn da mịn màng, đôi mắt cô long lanh, nhìn bên này, thấy bên kia. Đề: Tả buổi chào cờ đầu tuần. Sáng thứ hai tuần nào cũng vậy, trường em lại tổ chức chào cờ. Đầu tiên là thầy hiệu phó phụ trách lao động lên mắng mỏ một tí, sau đó đến lượt thầy hiệu trưởng lên mắng. Khi thầy hiệu trưởng mắng, cái cục ở cổ thầy cứ chạy đi, chạy lại. Đề: Tả chú thương binh. Gần nhà em có một chú thương binh. Chú đã bị thương hai lần, một lần ở Buôn Mê Thuột, một lần ở đùi. Đề: Tả một buổi học. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Không còn cảnh nô nghịch, chạy nhảy nhốn nháo nữa. Các bạn, ai ai vào vị trí của người đó. Sách vở để ngay ngắn trên bàn. Cô giáo bước vào lớp, học sinh đứng dậy chào cô. Cô mặc chiếc áo dài hoa rất đẹp. Tóc cô thẳng mượt đến ngang lưng. Cô đặt chiếc cặp đen lên bàn và cất tiếng dịu dàng. Hôm nay, có ai đóng tiền không?